cùng bạn đến với Tốt Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày hôm nay. Vào ngày hôm qua 26 tháng 10 thì Twice đã chính thức tái xuất với MV I Can't Stop Me, bài hát chủ đề của album I Wide Open. Sản phẩm này đánh dấu mốc 5 năm hoạt động của nhóm nhạc nữ đình đám của nhà JYP. Thế nhưng dù đạt thành tích ổn định và gây được hiệu ứng khá tốt, nhưng Twice vẫn bị netizen chê bai rằng MV quá màu mè. Sau nhiều ngày lót xếp hóng thì hội fan của Twice đã được thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới nhất mang tên là I Can't Stop Me. Bài hát đậm hơi thở retro khiến người xem nhớ về âm nhạc của những năm 90 đẹp đẽ. Sản phẩm comeback của Twice đã gây được hiệu ứng khá tốt khi thống lĩnh hai bảng xếp hạng lớn của Hàn Quốc sau 3 tiếng phát hành. Tuy 9 thành viên của Twice đã xuất hiện với visual cực đỉnh và được fan hết lời khen ngợi, thế nhưng MV này cũng như bao sản phẩm âm nhạc khác của nhóm vẫn nhận về không ít tranh cãi. Nhiều dân mạng cho rằng tuy âm nhạc và hình ảnh của các cô nàng đều ổn, thế nhưng kỹ xảo và trang phục của MV lại quá xến sẩm. Sau hơn 1 giờ ra mắt thì MV I Can't Stop Me nhận được 755.000 lượt like, hơn 160.000 bình luận trên YouTube. Người hâm mộ có phản ứng tích cực cho âm nhạc của I Can't Stop Me. So với ca khúc chủ đề Moin Mo của mini album cùng tên hồi tháng 6, ca khúc tựa đề lần này được khen dễ nghe và gây nghiện hơn hẳn. Đông đảo fan gật gù công nhận rằng Twice kết hợp với nhạc retro là một combo hoàn hảo, phù hợp với chất giọng của các thành viên lẫn hình ảnh của nhóm. Âm nhạc được đánh giá cao nhưng phần nhìn của MV này lại bị chê fan. Người hâm mộ thất vọng khi MV có những phần cảnh kỹ xảo lạc quẻ, hiệu ứng quê mùa và khá lộn xộn. Trong MV này thì JYP vẫn giữ phong cách làm MV tiết kiệm hết mức khiến không ít fan hụt hẫng. Cũng có một số nhận xét nói rằng MV này là video âm nhạc đậm chất nghệ thuật nhất trong số các MV của Twice. Như bao nhóm nhạc khác thì sau khi phát hành sản phẩm âm nhạc mới vào chiều ngày 26 tháng 10, Twice ngay lập tức bị soi về phần hát và thời lượng lên hình. Nhiều người mong rằng trong MV I Can't Stop Me, những thành viên mờ nhạt sẽ có cơ hội tỏa sáng. Thế nhưng có vẻ JYP vẫn lặp lại lối mòn như bao lần comeback trước. Giống như nhiều ca khúc cũ thì Nayeon không những là người mở màn I Can't Stop Me mà cô nàng còn hát nhiều nhất nhóm. Lại hát của Nayeon dài tới 57,4 giây, gần gấp đôi phần thể hiện của giọng ca chính Jiho với 34 giây. Đáng chú ý thì Nayeon chỉ đảm nhận vị trí hát dẫn, nhưng với I Can't Stop Me không phải bài đầu tiên cô cất giọng nhiều hơn nàng trưởng nhóm kiêm main vocal. Vì Nayeon hát đến 1/3 ca khúc nên kết quả là những thành viên còn lại không có nhiều cơ hội cất giọng. Tuy nhiên trừ Momo thì ai cũng được hát trên 10 giây. Main dancer của Twice lần này đội sổ với 8,4 giây, đã thế đoạn của cô toàn là rap. Dường như sau ồn ào hát dở trong đợt comeback Moin Mo hồi tháng 6 vừa qua thì phần thể hiện của Momo đã bị rút xuống đáng kể. Tuy nhiên Momo không chỉ xếp best về lại hát mà còn đội sổ khi xét đến thời lượng lên hình. Dù thời lượng các cảnh quay solo của Twice trong MV lần này được đánh giá là tương đối đồng đều, nhưng Momo vẫn là người có tỷ lệ xuất hiện ít nhất. Đã vậy, fan còn phải chờ tới cuối MV mới thấy những thước phim rõ mặt của nữ idol người Nhật. Momo là thành viên có sự hiện diện khiêm tốn nhất trong MV I Can't Stop Me, thế nhưng cô không phải là người duy nhất gây tiếc nuối. Sau khi Twice comeback thì người hâm mộ của Chiwi không khỏi thất vọng vì lại một lần nữa nữ idol không có cơ hội tỏa sáng. Phần hát của Chiwi xếp thứ 3 từ dưới lên đã đành, thế nhưng cô cũng mất hút trong MV và dù là visual của nhóm. Tỷ lệ lên hình của Chiwi chỉ chiếm 9,46%, đứng thứ 7 trong 9 thành viên. Trong những lần comeback trước thì Chiwi cũng ít like và chẳng được lên hình nhiều. Biết rằng giọng hát của em út Twice không quá xuất sắc, tuy nhiên không ít người cảm thấy khó hiểu khi Chiwi không được bù đắp bằng thời lượng lên hình, nhất là khi cô là visual và luôn có mặt trong những bảng xếp hạng sắc đẹp dành cho idol K-pop. Tuy vậy, kết quả này vẫn được cho là khả quan khi có fan xem xong MV còn tưởng Chiwi đứng best vì chẳng thấy mặt thần tượng của mình đâu. Có thể thấy thì Twice chưa bao giờ thoát khỏi tranh cãi về chia like và thời lượng lên hình. Vẫn biết là thành viên nào hát tốt và có chất giọng hợp với bài hát thì sẽ được chia phần nhiều hơn. Tuy nhiên thì JYP nên cân nhắc tới việc bù đắp cho những người hát ít bằng thời lượng lên hình để fan của họ không cảm thấy thiệt thòi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!